Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Và sau đây là tin Lộ nghi án Trường Giang hẹn hò với Vân. Những hình ảnh từ đoạn clip do Vế Vân tung lên trang cá nhân về mối quan hệ mật thiết với Trường Giang khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Bất ngờ mới đây trên trang cá nhân của mình, Vế Vân vừa công bố đoạn clip công khai mối quan hệ với nghệ sĩ Hà Trường Giang. Trong đoạn clip tổng hợp hình ảnh này, có thể thấy được quan hệ thân thiết của cả hai trên mức tình bạn. Kèm với đoạn clip, Vế Vân còn viết một câu bình luận: "Vì sao thế anh? Chắc một mình anh hiểu." Từ chia sẻ này, nhiều người mập mờ đoán ra lý do việc Vế Vân tung những hình ảnh thân mật dường như có ý hờn trách Trường Giang. Trong đoạn clip có hình ảnh Vế Vân xuất hiện cùng Trường Giang tại phim trường ở Đà Lạt. Theo như thông tin thì trong tháng 1 vừa qua, Trường Giang có mặt tại Đà Lạt để quay phim điện ảnh mới Taxi Em Tên Gì cùng Angela Phương Trinh. Trùng hợp là trên trang cá nhân của mình, Vế Vân cũng check-in tại Đà Lạt vào ngày 7 tháng 1. Nhiều người thể hiện sự thắc mắc không biết những hình ảnh tại phim trường có phải được chụp trong thời gian này hay không. Ngoài nhiều hình ảnh thân thiết, trong đoạn clip còn có ảnh chụp màn hình, đoạn tin nhắn giữa Vế Vân và Trường Giang. Trường Giang chúc Vế Vân, em ngủ ngon nhé. Vế Vân cũng bày tỏ sự lo lắng và khuyên Trường Giang nên đừng suy nghĩ nữa. Ngày mốt em sẽ đến với anh, những lúc anh cần em. Trường Giang đáp, yeah, em sẽ trong tim chứ không phải vui đùa. Nam diễn viên Hà Trường Giang đang cho là yêu nữ diễn viên Nhã Phương. Dù chưa một lần lên tiếng thừa nhận, nhưng cặp đôi thường nắm tay nhau, không rời tại các sự kiện cũng như từng bị bắt gặp hôn nhau khi đi ăn tối. Trường Giang Nhã Phương được cho là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz trong năm qua. Trước nghi án mới Trường Giang và Vế Vân hẹn hò, nhiều người hâm mộ đang cảm thấy nghi hoặc, không biết đâu là sự thật. Một số ý kiến còn cho rằng đây chỉ là chiêu PR cho bộ phim mới mà cả hai cùng đóng. Bên cạnh đó, Vế Vân cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều khi bị coi là cố tình gây sốc tạo scandal. Thông tin của chúng tôi đem lại cho các bạn đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.